Để đầu tư cho nông nghiệp có chất lượng cao, thu nhập lớn hơn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và hướng tới những thị trường xuất khẩu, cần phải có những thửa ruộng tập trung. Cùng với đó phải có sự liên doanh, liên kết để cùng nhau sản xuất, điều tiết và tiêu thụ sản phẩm để không rơi vào tình cảnh được mùa mất giá. Thực tế, để giúp nông dân khởi nghiệp thì cần phải có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ bên cạnh quyết tâm khởi nghiệp của nông dân. Tạo cơ chế chính sách để cho doanh nghiệp đã đầu tư vào nông nghiệp thì phát triển mạnh lên. Đồng thời, những cái hộ kinh doanh trong nông thôn, những cái hộ kinh doanh nông nghiệp thì có thể phát triển thành những doanh nghiệp. Tất nhiên bước đầu phải đi từ quy mô nhỏ đến lớn hơn, và chúng ta thu hút cái đầu tư ở ngoài nông nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Để giúp nông dân, một lực lượng chiếm 70% dân số Việt Nam khởi nghiệp, đưa nông nghiệp Việt Nam đi lên, nông dân giàu có rất cần có sự đồng hành hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, các chính sách nghiên cứu và xây dựng cần phải thực sự hỗ trợ nông dân, chứ không phải là những hành lang pháp lý, những rào cản về thủ tục hành chính.